Bây giờ các anh ca làm cái bảng lên một hàng có 3 trường mã hàng tên hàng đơn vị tín thôi, thì thông tin nó ít hơn các em cho cùng một hàng ngang đấy, dạng định là hàng ngang. Khi mà nhiều form nó có phần giống nhau thì các em phải dùng copy paste. Giờ tiên làm lại cho em nhớ, em cũng có thể làm form mới này. Đây là phần sau này, mình nói 2 phần, phần trên là các thông tin của mặt hàng, phần dưới là mình để phần hiển thị danh sách các mặt hàng. Các em kéo 2 group box ra vào cái container, kéo group box. Đợi cái màu lên nhìn đỡ quá nhìn. Cho các phần đó, mã hàng này, này nhập bằng tay hết, các em cho trên box này. Đơn giản cả 3 phần này. Này, thêm cho nó mấy cái button. Các em có thể dùng cái button của Windows cung cấp sẵn, hoặc muốn đẹp hơn thì dùng cái của .NET 3 này, của Dev này, hoặc là của cái Cartiptone này. Bây giờ anh dùng .NET 3. Cả button này. Ở bên kia các nút sẵn là các em nhớ, bên các form ngày xưa mình thiết kế có rồi thì các em dùng copy paste bình thường. Đây là bên này có này, em copy hết cả 3 nút này, copy này sang form bên này, thì cần paste nó sang đâu đấy, mà chỉ bình thường. À, bây giờ quay về đặt tên. Ở bên trong này thì mình hiển thị dữ liệu đây, hiển thị được cái này thì cái bên trong này nó gọi là data và cái view. Các em mở cái mục data ra đây, mình nhìn thấy cái phần building later này, ở nhà building source này, data view này, các em dùng data kéo nó ra, kéo ra để cho nó nằm gọn ở bên trong này, ở bên trong group box ấy, nó pin hết. Các em chỉ cần pin với mũi tên này, chọn doc in file container đấy. Ở đây cái màu hơi xấu, các em đổi thành màu trắng cho nó, background color đây, đổi màu. Rồi xong, giờ quay lại chỉnh font cho đẹp. Từ icon đi, icon chọn một cái. Chọn một cái gì? Chọn cái ô. Tách cho nó. Ghi ghi thêm một khoảng mã. Chỉnh vị trí cho nó. Enter and pin. Chỉnh vị trí nhỏ nhất này, khóa kích thước nhỏ nhất cho nó, copy cái sang hiện tại. Paste vào chỗ min sang. Paste vào được chưa? Rồi cái bên trong này em ghi là thông tin của nó đấy, còn dưới là danh sách hàng hóa. Đây là mã hàng này, từng cái một, tên hàng
phần máy tính nhé. Đang trái các bạn kéo xa một tí. Đặt tên cho các text box. Đấy, có bất tường đặt tên sẵn không? Copy ở cái có sẵn ra luôn. Cái phần hiển thị dữ liệu là data cũng như các tên là MRT data. Đây. Anh giờ can hết cái thằng này đi. Can hết là giữa rồi đây. Đấy, nội dung bên trong lại căn luôn nó quay thêm căn giữa rồi căn xong còn vấn đề nữa nè kích thước khóa vào này chú form để khóa không kích thước rồi từ nó kéo ra này đấy thì các thứ nó chưa giãn đều theo đấy cho nên là các em chỉ tiếp cái này neo cho nó còn bên trên này muốn rộng thì nó rộng theo lúc đấy các em chỉ cái ancho cho nó giờ mà định là tốt nhé các em thêm cho một cái bên phải nữa. Đấy, cái phải kéo theo này. Cái button này để hết là top, nó căn ở giữa. Rồi. Cái còn cái view này để hiển thị dữ liệu. Mình kéo thành sách ấy, có những hàng nào thì các em để tất cả bốn phía cho nó. Và phải ancho cho tốt nét ra để thêm cái button với thêm button với đây. Đấy. Cho nên chạy trước này. Đấy. Mở chưa? Phần đây tiếp theo của mình là code cho hiển thị dữ liệu lên trên. Vào cái cơ sở dữ liệu có sẵn. Dùng quản lý bán hàng này, một SQL anh làm rồi. Em bỏ nó ở đấy ra, mất thời gian tạo. Về nhà có thời gian thì các em làm cho các cơ sở dữ liệu khác. Cứ làm thành tháng hết. Trong cái SQL có 15 bài tập nên làm hết tất cả 10 cái. Giờ vào cơ sở dữ liệu. Mở SQL ra. Làm cho bảng hàng thì các em vào bảng hàng. Từ cơ select sang đường cái gì. Em làm đấy. Đấy, hàng mà này có bằng cái đâu. Rồi tất cả dùng thủ tục hết. Các em tạo thủ tục. Ở trên bỏ không có vuông, khó nhìn. Các em chuẩn hai thực tế. Rồi. Tôi gọi em cả cái email ở trong nhưng mà mở ra thì cái open open nó vẫn bị lỗi. Cái ngày xưa nào rồi em? Ngày xưa là có MDF, NDF gì không nhỉ? Dạ. Có file MDF, NDF gì không nhỉ? Không, cái email này đâu. Tí xem được cái nó lúc nào. Tạo được tục này, credit và doc này. Tên là tục, đặt quy tắc là tên bảng, tạo ra thao tác. Tên bảng mình là danh mục hàng, thì em biết danh mục hàng này. Đặt nối dưới đây là lấy hết thì các em đặt là select này tất cả là ôn ghép vào là em cho bé đấy sau đó các em vào lớp 5 cái này có rồi thì khi các em dịch được một cái thuộc con rồi sẽ được thông báo là xe y ôn rất y ân on tech để lên thành một hàng select in enter database đấy có rồi các em chỉnh sửa là enter đấy các em tạo thủ tục xong nhé đấy, thủ tục chạy ngon này có kết quả rồi bây giờ muốn sang sang hiển thị cái này nên thi tác thì mình làm thế nào đấy bây giờ mở thi tác này trong cái giao diện hàng hóa cho hết bắt cái kia đi đó gọn này bây giờ các em vào code khi đút ra command này viết một thừa viết một cái phương thức là hiển not dữ liệu này chú con này nhìn cho các em còn sai nữa rồi nào tiếp phương thức mới này và đây bên này void em đặt tên là not data đấy not là tả dữ liệu đấy ở trong này chính là kết nối dùng giống hệt như con trước kia bên nào bước đầu tiên này tạo kết nối
ba cái nối thì mình cần ở chỗ cái nối, để cái nối thì các em phải báo chuỗi. Đây là ST con này. Cho là cần ba tham số. Thứ nhất là kết nối với cái gì là server. Server chính là cái mà FPM mình thường dùng. Hoặc là trên mạng thì các em biết server là gì. Click vào cái chỗ mà connect object user này. Các em thì server name copy nguyên cái này vào. Nếu như các em bị quên. Còn các em nếu mà nhớ được thì hoàn toàn mình gõ một tay. Chấm này, sổ ngược này. Cái chấm thường ngược đấy là cái chấm này để gửi cho máy local. FPM brand này. Đấy, hoặc là các em copy kia chắc ăn thì cần là server page ra thôi. Sau đó là thông tin là lấy cơ sở hiệu nào, các em ghi là database. Chú ý là một số người ta hay ghi từ khóa database mà người ta dùng cái init catalog thì hai cái đấy nó ngang nhau. Như ở tên gọi thì bí danh nhé. Em khóa dùng database hơn. Database chính là cái tên cơ sở liệu trong cái server của mình. Đây là quản lý bán hàng. Nếu mà cái tên nó dễ nhớ mình nhớ được, các em gõ thẳng vào. Còn trường hợp là tên nó khó nhớ, tiếng Anh hay nó dài, các em muốn sợ quên ấy, có thể là ấn F2. Cho cơ sở ấn F2 này, sau đó copy được cái tên của nó. Và trong khi chat mình paste vào. Đấy. Tiếp theo là đăng nhập theo kiểu Windows thì mình chọn vào cái integrated. Đấy. Viết chữ nhiều dòng mà để chống trường hợp nào có dấu trùng hợp em sẽ mặc phòng trước. Đây. Database này. Đăng nhập kiểu Windows này. Integrated. Sustainability. Báo chuỗi vào trước cái nối thế là xong. Đấy. Bây giờ xử lý với cái trường hợp là thao tác với AdoNet thì các em khai báo trong không gian tên là using system.data này .fpl cái này. Đấy. Chỗ này để tạo ra một cái đối tượng kết nối, các em fpl connection. Fpl connection các em là fpl con bằng new này, các em chuẩn bị sẵn rồi, truyền vào chỗ kết nối cho nó. Chúng mình là string con. Bây giờ thao tác liên quan đầu tiên để mở kết nối ra. Như cả mình có sẵn gò nước, ống nước mà mình lắp rồi. Để mở ra các điểm bạn thứ ba thì mình có chạy được không? Đấy. Chạy. Chạy kép để trường hợp này mình chống lỗi. Có lỗi thì chúng mình vẫn chạy bình thường. Mở cái kết nối này, FPL con. Chấm open. Mở ra phải có phần đóng. Phần đóng đảm bảo rằng dù có lỗi không có lỗi thì phải đóng kem cho nước và khi năng đi. FPL con chấm phần đầu đóng vào. Chỗ trường hợp mà bị lỗi kem là exception thì lại thông báo lỗi ra cho người ta xem. Đôi khi mình sẽ ẩn lỗi đi không thông báo gì cả. Lỗi ex.message. Các em thể dùng ex.toolchain này hoặc là ex.message. Hai cái này khác nhau ở chỗ này, nếu chúng ta dùng toolchain chỉ toàn bộ cái thông tin lỗi hiển thị lên, nó rất là chi tiết cụ thể. Nhưng với người dùng mà nó thì hiển thị nhiều quá họ sẽ rất là sợ. Cho nên nếu người dùng lúc các em mà biết xong hoàn thiện được, các em chỉ để dùng cái message thôi. Còn trong quá trình lúc làm thì mình nên để là .toolchain để thông báo của mình nó chi tiết ý. Mình nhìn lỗi mình sửa nó dễ. Còn lúc mình phát lên mình dùng message để cho nó ngắn gọn thôi. Đó là nó bị lỗi làm sao thôi, chứ không cần biết là chi tiết ở dòng nào hàng nào vẫn là dài. Người ta sợ, người ta tiếng Anh mà, người ta khiếp đấy. Đấy. Bây giờ thao tác thì các em tạo ra chuỗi trình bình thường. Đây là thao tác này. Đây có một cái chuỗi trình query. Bây giờ mình làm thủ tục cho nên cái chuỗi mình chỉ chứa tên thủ tục thôi. Tên thủ tục của mình thì các em vào lại FPL. Thủ tục của mình là tên mục hàng, các em bôi đen copy này. Sau đó chuỗi trình vấn mình chỉ cần vấn đề test ra đây. Được chưa? Và mẹ dùng với FPL để thực thi lệnh thì dùng thêm cái FPL Common được rồi. Đây, FPL Common. Đặt tên CMD này, New Assignment này. Trong này truyền vào cái chuỗi truy vấn của mình là FPL Thing này, Query này. Đấy. Và cái đối tượng kết nối là FPL Con. Tiếp đến là cái này mình thực thi theo kiểu thủ tục. Cho nên là mình phải gắn lại cái kiểu lệnh của mình, đó là CMD này. Chấm common type bằng common type chấm lưu, đấy là thủ tục. Mình thực thi tạo thủ tục không phải tôi tên thường. Xong chỗ này khác phần trước, lúc trước thì mình dùng có là FPL data reader, tức là cái mình duy trì kết nối suốt lúc nó dùng. Còn bây giờ là mình dùng thêm một cái là dùng liên quan data set table, tức là cái này mình chuẩn bị như trước anh ví dụ lần đầu tiên là kết nối. Mình sẽ dùng cái xô, cái chậu để chứa cái nước mình múc vào ấy.
Nên là các em thay bán một cái là data table, tức là bảng dữ liệu. Đấy, là DT hàng ạ. Như vậy một. Tức là khởi tạo một cái bảng dữ liệu hàng. Và cấu trúc giống hệt như cái bảng SQL ấy. Đấy. Bây giờ mở cái bảng hàng ra này. Đây chính là cái table các em tạo trong SQL, chính là cái bảng dữ liệu đây, data table. Đúng không? Các em phải theo của nó. Chẳng thế. Đây lúc bảng của mình sẽ có này, có các cột này. Cột là mã hàng, tên hàng, đơn vị chính, các hàng của nó đấy. Đấy. Cả cái này là một cái data table. Rồi. Có table mình mới new xong thì nó là hoàn toàn là trống, chưa có hàng là cột nào cả. Để điền được dữ liệu vào thì em dùng thêm một cái này, SQL data data. Đấy tức là cái bộ điều chỉnh dữ liệu. Nó giống như cái hiểu đơn giản là cái kem có cái vò nước sẵn rồi. Hoặc là có một cái bể mình dễ chứa, bây giờ mình có cái xô nữa. Vậy làm sao mình chuyển nước từ cái bể sang cái xô đó? Thì chúng ta thường dùng cái gáo hoặc một cái gì mềm mềm như cái bát chẳng hạn mình múc. Thì cái SQL data 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 này chính là những cái bát cái gáo mình múc cho nên mình đổ vào. Được chưa? Em khai báo là DA bằng new này. Trong này nó có tất cả là bốn phương thức khởi tạo. Mình chỗ này mình dùng đơn giản nhất, dùng phương tạo truyền vào cái SQL Common bên trên. Em truyền vào đây. Đây, cái chính là cái hang của bốn này. SQL Common mình truyền vào. CMD. Rồi. Sau đó chỗ này này, cái này mình có gáo rồi. Như kiểu các em muốn múc nước từ bể sang và bể sang cái sâu á, mình có gáo rồi. Công việc của mình chỉ cần múc đổ vào thôi. Đây. Đổ một cách là DA này, chấm fill, tức là mình đổ nước ấy. Fill là fill vào cái bảng của mình. Cái bên ngoài là cái gáo, còn bên trong là cái sâu cái chậm điền vào cái phần đổ, tức là cái DC hàng. Rồi. Bây giờ mình có xong rồi, nhiệm vụ của mình giờ là cho người ta xem để cần thêm người hay một cái gì đấy mình chuyển nước. Cái show là mình có cái file sách đúng không? Mình có sách về nhà rồi. Đấy là sách hiển thị người ta xem thì hiển thị lên cái hiển thị lên cái GDV này. Bằng cách này thì cần GDV chính là data view này. Chấm data thuộc tức là nguồn dữ liệu gắn bằng cái bảng kia DT hàng. Đấy chính là xong. Bây giờ chạy thử được chưa nhá. Đấy. Bây giờ vẫn chưa có gì bởi vì mình viết phương thức xong mình không gọi thì có gì là mình không viết ấy. Cho nên các em phải gọi nó bằng cách là dùng cái sự kiện của form, trong form sẽ khởi tạo này và not, tức là not là cái sự kiện mà xảy ra khi form được hiển thị đầu tiên. Nó sẽ tải lên như kiểu mình xem phim ấy. Ngày xưa có cái dạng mạng chậm chậm thì các em bóc tập phim phải đợi cái not đi, còn là clip waiting cứ đợi mãi nó quay tít đi. Thì cái trường hợp này not form cũng dạng như thế, nó tải dữ liệu lên. Các em thì còn gọi cái phần not bây giờ thôi. Giờ các em nhìn thấy chưa? Đấy giờ dữ liệu của mình đã hiển thị lên cái này rồi. Đấy. Có mã hàng, tên hàng, đơn vị chính. Và cái này các em nhìn thấy giống hệt cái bảng trong SQL. Thấy chưa? Cái này mình nhập thêm được. Nhập được. Nhập bình thường. Nó có bảng cơ sở dữ liệu luôn. Không, cái đấy bảng cơ sở thì em phải xử lý. Có nhiều cách để xử lý này. Bây giờ tạm thời các em cho hiển thị lên trước đi. Rồi lại tiếp tục. Giờ đi này. Mình chạy lại này. Đấy. Phòng to đây này, các em neo cho nó chưa? Neo rồi, bây giờ các em nhìn cái bên trong chưa neo này thì nó sẽ bị dạy xuống một bên. Đấy, bây giờ cho nó ra giữa. Để ancho đi. Ancho này. Thế này cái phần neo thì ở dạng dùng nước thử ở mình tàu thuyền ấy. Người ta phải thả neo xuống hạ để nó chốt. Ở dòng bão hay nước thủy triều nó phải rút nó phải trôi nó tàu. Cột nó vào đấy, cái này mình phải đấy. Trường hợp này thì các em chỉ cần cho ra tốt thôi để kéo theo. Được. Đây chưa, giờ nó đúng giữa rồi. Bây giờ quay lại nhìn cái này. Đấy, cái này tại sao mình không cho hiển thị ra cột nó xin hết vào này không? Xin ra giữa này. Đấy, bây giờ hiện tại nó ra là 16. Nào này, các em quay điều chỉnh thuộc tính của nó. Và cái GDV các em có thể đổi thành GDV của cái đơn vị 3 thì nó đẹp hơn cái này. Lúc đầu tiên đã tiếp người ta này. Các em có thể thay thế bằng cách vào code này. Phần hàng designer CN này. Đây các code mình xin này.
Sơn ép với thịt này. Đấy, khởi tạo bằng cái cục đốt lên 3 là được. Đốt lên 3. Đấy, không có gì. Đây là này. Ok, không cần sửa đâu, tạm thời cứ dùng thế cho quen đi. Em sửa đầu tiên cho quen là sốc. Đấy, bây giờ gì nè, mình thì cần cho cái tên cột nó hiển thị ở đây là 1 này. Và cái tiêu đề cột của mình chuyển thành tiếng Việt này, căn ra giữa này đúng không? Phần dưới chọn mẫu chọn hết này, xem một số tự này, vân vân, một số phần đề khác. Giải quyết từng cái một. Đầu tiên là cột ra hiển thị đầy hết màn hình nhá. Đấy là cái này, đó này. Bây giờ các em chỉnh vào thuộc tính của nó. Chọn vào data grid view. Đấy. Bây giờ tìm vào cái chỗ mà auto size mode column. Đây, auto size column mode em đọc được. Auto size column mode chỉnh chọn cho fill. Đấy. Bây giờ chọn em năm tải. Giờ các em nhìn nó khác không? Nó đầy hết cho mình rồi. Tiếp theo, bây giờ mình muốn hiển thị tên cột là tiếng Việt ấy. Bây giờ các em này không chỉnh sửa chữa, bây giờ xem lại chỉnh vào đây. Bây giờ kích vào đa view thì nhìn thấy nó có một cái tam giác cản đảo góc trên. Các em chọn vào đây, chọn vào edit column. Đấy, nó bán được cái thằng này. Các em kích vào nút F thêm vào, mặc định là cái kiểu tiếp bóc column này. Em đặt tên cho nó, đây là mã hàng này. Cái tên này giống như ở cái tên của con số mình đặt là TXT mã hàng vân vân ấy. Và phần dưới là cái header text là cái hiển thị. Các em có thể đặt đây là tiếng Việt tiếng Anh thoải mái. Từ này tiếng Việt em là mã hàng. Rồi. Mã hàng này, tên hàng cũng tương tự. Đơn vị tính này. Đấy. Ok nào. Thì mình sẽ nhìn thấy ngay tức mình có ba cái cột của tiếng Việt nó này rồi. Ở đây làm chặt. Đấy. Mặc dù có cột tiếng Việt rồi nhưng chạy các em nhìn thấy ba cái cột này trống không có dữ liệu. Mà thế đó nó sẽ có phần mã hàng tên hàng nó hiển thị này đúng không? Các em muốn cái cột này vào đây và bỏ cái cột này đi thì các em phải gắn thuộc tính dữ liệu cho nó. Đấy. Bây giờ click vào cái nhìn này chỉnh lại con lùm này. Cái mã hàng này có thuộc tính các em để cái chỗ mà data chính là cái chỗ mình gắn cái trường trong FPL. Trường FPL đặt tên là có mã hàng này. Những câu trên đây này mã hàng tên hàng tính các em copy nguyên cái này cho mặt. Nếu mà nhớ được em viết thẳng, còn nếu không nhớ copy paste vào. Được rồi, mã hàng này. Đấy, tên hàng em phải copy paste vào. Ví dụ này, copy. Tên hàng, chỗ data, property name, paste vào. Đơn vị tính. Đấy, bây giờ chạy này. Đấy, các em nhìn chưa? Tức nó vào đúng cho mình. Mã hàng, tên hàng, đơn vị tính. Vào đúng đây không? Thì đây mình thấy là cái cột mã hàng tên hàng đơn vị tính nó bị lệch bên trái, nhìn nó rất là xấu. Giờ mình muốn cho nó ra giữa nó đẹp, lúc đấy mình chỉnh thế nào vào trong cái data view này. Đấy, sau đó chọn vào cái column header default style. Các em nhìn rõ cái này này, column header default cell style, kích vào dấu chấm chấm ấy nó hiện lên một cái khung có cái alignment là căn nền. Cho nên ghi là middle net, tức là trên giữa bên trái. Bây giờ các em muốn cho trung tâm, các em chọn vào cái đồ đầu nít này. Chọn middle center, ấn ok, tức là căn giữa thì mình. Được chưa? Đấy, căn giữa xong rồi. Vấn đề nữa là mình muốn hiển thị là có bao nhiêu hàng thì có số tự đánh dấu. Thì ở danh sách lớp ấy, một là Nguyễn Văn A, hai là Trần Văn D, vân vân. Lúc đấy mình sẽ thêm một cột số tự cho nó. Lại kích vào cái này này. Edit column này. Chọn là em này. Là tên là số tự này. Đây là số tự luôn này. Ấn N vào. Đấy. Ok. Tự ở giữa này. Các em muốn cho đầu tiên. Nếu nó ở giữa này các em phải kích cho chuyển lên trên được rồi. Đấy là vẻ đầu tiên này. Nhưng mà cái số tự của mình nó chỉ nằm trong cái khoảng bé bé thôi. Chứ mình không muốn số tự nó to quá đại như này. Đấy.
Đây, các em chỉnh kích thước con số tự này bằng cách kích lên trên này, chọn lên cái con lùm. Đây số tự này, mình kéo dưới, nhìn thấy chỗ layout này chính là cái chỗ mà hiển thị giao diện đấy. Rồi chỗ là auto size mode, tức là cái tự động chỉnh cho kích thước thì các em để nó bằng 5, không cho nó thay đổi theo nhé. Phần dưới độ rộng số tự các em để tầm khoảng 30 thôi. Độ rộng 30 này, độ phim quét này 30, chúng ta nó như nào đấy, để kích thước số tự nó bằng được cái này. Để tại số tự này mình điền ra cột nhưng không thể là có 1, 2, 4 mình mong muốn. Mình có đấy thì mình phải cốt một chút xíu. Đấy. Các em viết một hàng để viết đến số tự này. Quay vào trong cốt. Cái này nó nhanh gọn không? Đây chính là cách để mình truy xuất vào với view. Với view của mình là dạng ma trận đó. Ma trận tức là có hàng và cột. Mình muốn lấy cột thì biết là ở hàng nào mình lấy ra. Như kiểu các em muốn đến một cái nhà, một người bạn ở trong cái nhà có nhiều tầng à, nó bảo nó ở phòng 3 đến 5 chẳng hạn, thì ngay tức mình biết được phòng 3 đến 5 có nghĩa là ký hiệu của tầng 3 đúng không? Các em tìm tầng 3 trước, sau đó tầng 3 mình đi phòng số 5 là 3 đến 5 đúng không? Thì trong này đấy mình truy cập cái pin cũng được đấy. Tiếp tục cùng điền đến số tự này. Bên boy pin no. Đấy. Cái từ no này viết tắt của cái gì bọn em nhỉ? Từ no có thể thấy trên sản phẩm của các em thì từ no nó o ấy. Đây này, tên vui đen này. NO này, thấy cái này quen không? Khách nhìn tồi chứ, còn như không ai nhìn tồi NO này. NO ạ. Số cái sản phẩm hoặc một số cái gì trên các sản phẩm mua là có chữ NO ấy. NO nhỏ, viết số bao nhiêu sao ấy. Cái này viết tắt của number. Number là số, ok chưa? Order. Cái này là bay number này. Number order. Các gì chứ là gì? Số tự order là ấy, nó là thứ tự em ạ. Number là số này, order là thứ tự, dịch thành số thứ tự ghép vào NO. Thấy chưa? Number là giờ thứ tự. Để lấy được cái cột nào cho nó kem dịch cả cái gì đấy. Dùng vòng nạp này. Còn không này. Mình muốn lấy biết được cái cơ vị với cái hiển thị của mình bao nhiêu hàng, em lấy tên của nó này. Dấu chấm này, hàng thì là đâu, em chấm đâu này. Đấy, tao muốn biết xem nó có bao nhiêu cái, hoặc thêm vào em chỉ cần là chấm cao, tức là đếm. Cái này chắc em nghe thấy rồi, cao của trong lý thuyết toán em mới học, các em cũng thử đấy luôn. Cao ấy. Cao này, đếm này. Đấy, chính là cái đâu chấm cao đếm xem bao nhiêu hàng, khi còn cộng bình thường. Đấy, với mỗi hàng này các em chỉ cần gắn giá trị cho nó thôi. GLV này, lúc này cái GLV hiển thị của mình ấy, nó chính là nó giống một cái ma trận. Nó bản chất nó dạng ma trận ấy. Cho nên có hàng nó cột lên bảng, cho nên các em chỉ cần dùng cái dạng mạch ma trận này. Hoặc vuông này. Nó nhìn các em nhìn thấy hai phần. Đầu tiên là con index là chỉ số cột này. Và đây là chỉ số hàng. Thế kiểu mình mới biết là lấy hàng bao nhiêu cột bao nhiêu thôi. Mình chỉ được định vị cho đấy. Ở cái cột này là cột thứ tự là cột 0, các em nhìn là 0 này. Hàng y chấm value. Làm cái này cũng được, nhưng bây giờ nhìn lại mình không biết là cái không là cái nào, nó khó hiểu. Cho nên là những cái phần cột các em thường để tên cột là số thứ tự. Đây chính là cái tên là lúc mình đặt ở bên trên giao diện này. Nghe này. Là cái tên cột ở đây này. Đây. Chính là cái name mà của cái cột ấy. Đây đơn vị tính này. Mã hàng, đây là mã hàng này. Số thứ tự này. Là số thứ tự. Đấy, các em thấy chưa? Không phải cái data với name ấy, mà là cái name này này. Lấy đúng theo cái tên cột để nó có ra không bị lỗi nha. Rồi. Tiếp này. Mình lấy xong cột tự gắn value, tức là gắn cái giá trị ở cái ô đấy bằng cái thứ tự của mình là bằng y. Nhưng y của mình chạy là không thì bằng y nó sẽ chạy được không, nó vẫn là 6, nó không đúng. Em cộng thêm 1 cho nó. Cái này chắc vẫn không vấn đề đúng không? 1 cộng 2 là đấy. Chỉ cần thế này thôi. Và nó loát dữ liệu xong này thì mình sẽ gọi cái hàm đấy, gọi cái hàm mà điền là số thứ tự bằng cách dùng sự kiện của cái review. Các em chọn được review này, thông tin này, sau đó này chuyển sang cái tab event, kéo xuống cái sự kiện row enter. Row enter nó tận dưới cùng này, kéo thoải mái đi. Đây các em nhìn thấy nó gần dưới đâu, cái nút vào gọi cái hàm thì số tự kia pin no number review ở đây năm. Thank you.
Đây, thứ tự của mình nó điền cho mình sao rồi? Đấy, bây giờ tiếp theo của mình là mình cần là kích vào một hàng, nó chọn tất cả, khi mà ôn chọn tất cả hàng, phải kích ra đầu mới chọn hết. Lúc đấy can chỉnh vào cái thuộc tính của review để chỉnh hết, nó chọn thứ tự theo này. Chọn review này, sau đó các em chỉnh thuộc tính của nó là selection mode chữ S. Đây, selection mode này, các em chọn vào cái full row select. Đấy, nhìn kỹ nhá, chọn F5. Đấy, giờ chọn theo này, thấy chưa? Đây, session mode. Đây này. Đâu, add một cái vào. Em toàn nó hiện lên luôn không? Nếu như mà nó hiện lên số tự đầu tiên thì các em cho cả cái sự kiện này vào chỗ đầu em ấy, để nhiều khi mà người ta thêm hàng mới vào, tức là trường hợp là người ta thêm hàng mới tự mình chạy theo luôn. Đây nè, đây các em nhìn số 16 tự sinh đúng không? Đấy, giờ kích vào số 16 thêm này, thằng 17 sinh ra luôn. Đấy, thứ tự của mình nhé, các em để vào trong cái sự kiện này đầu em này, cộng thêm cả sự kiện đầu em thì nó sẽ chạy ngon lành hơn. Đây, đầu F là sự thêm hàng nó chạy hơn luôn. Các em chọn vào đầu F nữa này, đầu F được, thấy chưa? Khi vào cũng gọi hàng cái final thôi là được. Bây giờ còn cái hàng đầu tiên nữa và cái nội dung bên trong. Các em nhìn số tự mình bị căn sang bên trái đúng không? Đây này. Nhưng mà thực tế thì các số người ta đều quy ước là căn sang phải hoặc là giữa. Đầu số tự mình có thể căn ở giữa, nhưng quy ước với chung về số là số mình người ta căn phải. Bởi vì đọc số mình phân ra theo hàng nghìn đơn vị thì mình nó ngắt từ bên phải sang, cho nên mình căn sang bên phải. Còn chữ thì mình căn sang trái. Trường này cái số đang bị căn lệch này, các em chỉnh được cái căn đấy cho nó. Đây, vào cái chỗ giao diện. Đây, edit volume. Số tự đây, các em chọn vào cái phần trên cùng, default cell type pin lên trên đấy, và đó chạy chọn chỗ là alignment, các em chọn cho nó ở giữa này. Đấy, nếu muốn căn giữa thì các em chọn middle center, muốn căn sang phải thì chọn middle down. Để nghĩ các em có hết rồi. Đấy, giờ chạy lại nhé. Giờ các em nhìn số tự ở ra giữa thì nó cân đối. Còn vấn đề nữa là cái phần hàng đầu tiên này, hoặc là cái chỗ bôi nhiều dòng này, tức là cái chỗ này nó gọi là cho chọn nhiều. Mình mới không muốn cho người ta quét chuột là quét được nhiều dòng, chọn nhiều nó nhìn đối, mình chỉ cho một thôi. Và đôi khi mình không muốn là cho người ta kích chuột nó nhập vừa vào. Đấy, để khóa trường hợp này các em chỉ cái một. Thứ nhất là cái là quét chuột ưa nhiều này, nó là multi select. Đấy, các em chỉnh được cái multi select cho nó, chọn chữ M. Đây, multi select nó mặc định là true, tức là nó cho chọn khác chọn nhiều. Giờ các em chuyển thành thô để cho chọn một cái thô. Cái còn trường hợp mà người ta kích vào sửa được ấy, là cái trường hợp là cho người ta sửa hay không là con đi. Em để trên đi bằng chu, có nghĩa là chỉ được phép đọc, không được phép sửa. Giờ xem này. Cái bôi chuột này bây giờ không có quét được chuẩn nữa, bởi vì mình cho toàn bằng 1 thôi. Cái còn cái kích đúc mà sửa được thì mình kích đúc có tác dụng nữa, vì nó đi con đi rồi. Còn cái hàng mà cùng này, em phải bỏ được, là cái cột mà cùng này, cái cột mà có mũi tên này. Các em phải bỏ đi dễ dàng bằng cách chọn vào review. Sau đó này, tìm đến cái row visible, đây này, row header visible cho bằng phô. Đấy, anh tức là cái hàng ở trên mất đi, ở cái cột ở trên này, ở đây nào.
Đấy, thấy chưa, mất hết đi rồi. Và các em nhìn thấy nó còn cái hàm dưới cùng này, cái dòng dưới cùng nó thừa đã, mình không muốn cái dòng dưới cùng hiển thị nữa thì các em phải chỉnh tiếp à. Vào cái preview này, chọn thuộc tính này, các em chỉnh cái thuộc tính là allow user to add row, tức là chấp nhận cho người dùng thêm hàng mới cho bảng phô, thì tức cái hàng sẽ mất đi và mình không còn hàng thừa nữa. Allow user to add row, cách trên đỉnh nhé, user to add row đây này, bây giờ hàng của mình sẽ đủ hết, không thêm hàng mới nữa. Ừ, được chưa? Tiếp này rồi, qua video 2 thì mình thêm một phần kia nhé, phần này dài quá rồi.